thái hóa chuyện gì? Xin chào tất cả quý khán giả đang trở lại với chương trình Chuyện gì hot. Thưa quý vị, thì trong chương trình ngày hôm nay, Khánh Linh xin cập nhật đến quý vị về tấm check 1.400 đô la dành cho những ai đang lãnh tiền SSI, SSDI. Không biết là đã có gửi cho tôi hay chưa, hay gửi qua cách thức là Direct Express hay như thế nào. Và bên cạnh đó, Khánh Linh cũng xin chia sẻ một thông tin có thể gọi là nhét tiền vào túi của quý vị đó, nếu mà ai đã khai thuế rồi và đã phải đóng tiền phạt cho cái tiền gọi là tiền insurance bảo hiểm Obamacare đó, thì phải làm sao để lấy lại được tiền của tôi, thì Khánh Linh xin chia sẻ trong cái video này nhé. Nếu quý vị là những khán giả mới thì xin mời quý vị cùng đăng ký kênh cũng như là bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên YouTube thông báo là kênh MC Khánh Linh USA có những video mới. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu quý vị nhé. Thưa quý vị, nói đến tấm check 1.400 đô la, xin chúc mừng 90 triệu người đã nhận được tấm check này bằng cách là Direct Deposit vào ngày 17 tây tháng 3 vừa qua. Và bên cạnh đó thì ngày 17 tây thì bên sở thuế cũng đã gửi ra 150.000 tấm check để gửi về nhà của quý vị. Nên quý vị hãy cùng nhau check cái thùng thư của mình nhé quý vị nha. Và còn nếu ai chưa nhận được thì cũng đừng có thất vọng. Tại sao thưa quý vị? Vào những tuần tiếp theo thì sở thuế sẽ tiếp tục gửi ra đợt 2. Và đợt 2 này cũng sẽ bao gồm luôn Direct Deposit, cũng như là những tấm check và cũng như là những cái thẻ debit card luôn. Thì quý vị cũng hãy check thử cái Get My Payment nhé. Khánh Linh vừa có một cái video hướng dẫn làm sao để mà check Get My Payment. Nếu quý vị cần biết thì quý vị có thể theo dõi video đó nhé. Thưa quý vị, về những ai mà đang lãnh tiền mà SSI, SSDI thì với tấm check 1.400 này, bên sở thuế họ nói là nếu quý vị đang nhận những cái tiền Federal Benefit bằng thẻ, bằng Direct Deposit hay bằng bất cứ hình thức nào thì cái tấm check 1.400 này họ cũng sẽ gửi như phương thức như vậy cho quý vị, cũng gửi bằng cái cách thức mà quý vị đang nhận tiền hàng tháng đó, cái benefit hàng tháng đó. Và nếu những ai đang nhận cái tiền bằng Direct Express Card, cái thẻ đó, có cái thẻ đó đó, thì quý vị sẽ là những người đầu tiên nhận tấm check 1.400 đô la, tại vì họ sẽ gửi tiền vào cái Direct Express này. Họ chưa chính thức thông báo ngày nào sẽ gửi ra cái tiền vào trong cái thẻ này đâu, nhưng họ nói sẽ vài tuần tiếp theo thì họ sẽ gửi đến. Cho nên những ai mà đang nhận SSI, SSDI mà chưa thấy tiền 1.400 thì đừng quá lo lắng nha. Không phải là quý vị không đủ điều kiện để nhận đâu, nhưng mà họ chưa có gửi ra mà thôi. Và những ai mà cái tấm thẻ mà Direct Express Card đó mà mới đóng account đó hay là không dùng cái thẻ đó nữa đó, thì họ sẽ gửi, nếu mà bên IS mà gửi tiền vào cái thẻ đó mà đã đóng rồi á, thì bên Direct Express á, thì sẽ gửi trả lại cho sở thuế. Thì bên sở thuế đó họ sẽ reissue, là họ gửi lại cho quý vị tấm check, gửi mail về nhà hay là bằng cách nào đó thì họ sẽ gửi lại, chứ họ không, nên quý vị không có bị mất đâu, quý vị đừng có sợ quý vị nhé. Còn những ai mà chưa bao giờ có cái account với Direct Express hay tấm thẻ Direct Express á, thì quý vị có thể apply. Nếu mà hồi đó giờ quý vị nhận benefit mà quý vị không nhận qua tấm thẻ đó đó, thì quý vị có thể apply quý vị nhé. Và apply bằng cách nào thì quý vị có thể apply bằng cách là gọi điện thoại vào số là 1-800-333-1795, 1-800-333-1795. Họ mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6, 9 giờ sáng đến 7 giờ tối thì quý vị có thể gọi vào để apply. Vì quý vị đang có những cái chương trình SSI, SSDI đó thì cũng dễ apply thôi, không có gì khó khăn hết nha quý vị nhé. Và tiếp theo, Khánh Linh xin nói về cái chương trình Obamacare mà khi quý vị đi khai thuế năm 2020 và quý vị bị đóng tiền phạt, phải trả lại nhiều tiền lắm đúng không? Có nhiều quý vị là nói Khánh Linh, trời năm nay chị trả lại tới 1.000 mấy luôn em ơi, tiền phạt bảo hiểm Obamacare đó em. Tại sao vậy? Chị có không hiểu tại sao người khai thuế họ không có giải thích cho chị, họ chỉ nói là mình thiếu nợ thuế vậy thôi. Khánh Linh xin được giải thích cho quý vị nhé. Chương trình bảo hiểm Obamacare là có phần trợ giúp tiền của chính phủ, và chính phủ phải dựa vào cái income của quý vị khi quý vị khai đó, và khai là khai cho năm sau. Khánh Linh nói ví dụ nha, cái năm vừa rồi là năm 2020 đúng không? Thì lúc mà người ta open enrollment mở ra cho chúng ta mua vào tháng 11 đúng không? Thì cái người làm cái bảo hiểm đó cho mình thì người ta có hỏi mình là
Anh chị thử dự đoán coi năm 2021 này anh chị income là bao nhiêu? Thí dụ mình nói nguyên gia đình của mình là mình đoán khoản income chỉ có 26.000. Tất nhiên cái là nói ví dụ thôi nha, không phải thật đâu nha quý vị nha. Rồi 26.000 ha. Nhưng mà thật sự khi cái năm 2021 này nè, tự nhiên mình có một cái công việc mới, job mới, hay là mùa hè làm nhiều tiền quá, hốt làm neo tới mùa đó là mùa hốt đúng không quý vị, không ăn không ngủ luôn đó đó. Thì năm đó tự nhiên gia đình mình làm tới 36.000. À, thì khi lúc mà mình làm hồ sơ mình khai như vậy là 26.000 thì chính phủ nói ồ gia đình mình thuộc cái dạng low income cho nên chính phủ sẽ hỗ trợ cho mỗi tháng là 1.000 đồng để mà mua bảo hiểm. Thì cái 1.000 đồng đó thì chính phủ đã trả cho cái công ty bảo hiểm của mình rồi, Blue Cross Blue Shield hay là Kaiser hay là Embedded hay cái gì đó ha, thì họ đã trả trước như vậy rồi. Và lúc đó họ hỗ trợ 1.000 như vậy thì nhiều khi mình chỉ đóng có 200, 300, ví dụ như vậy đi. Nên là nói ví dụ như vậy. Thì cho nên á là họ đã trả trước rồi. Và khi mà năm 2021 á mình làm mà tới 36.000. Ồ, thì đáng lẽ 36.000 thì chính phủ chỉ hỗ trợ có 800 đồng thôi. Nhưng mà họ đã hỗ trợ 1.000 rồi. Thì có phải là họ đã hỗ trợ quá lố 200 hay không? Đó, thì cứ 200 mỗi tháng như vậy nhân lên cho 12 tháng là 2.400. À, thì cái 2.400 đó là cái tiền mà quý vị phải trả lại cho bên chính phủ, tại họ đã cho mình quá nhiều đúng không? Nhưng mà không phải là cái số tiền mà gọi là mình thiếu bao nhiêu, nhiều khi thiếu lên tới 10.000 rồi sao? Nhưng không phải như vậy, không phải thiếu 10.000 là trả 10.000 nha quý vị nha. Thì tới một cái mức độ nào đó người ta sẽ có cái phần trăm. À, thì không không phải là ví dụ 10.000 bắt trả 10.000 thì nó có cái phần trăm maximum là trả lại bao nhiêu tiền thôi, chứ không phải là trả nhiều quá thì không thể nào mà chúng ta kham nổi phải không quý vị? Nhưng với cái đạo luật mới mà tổng thống ký qua rồi, đã thông qua rồi, thì trong cái đạo luật mới này là American Rescue Plan đó quý vị, thì trong đó nó có cái phần là nếu quý vị phải trả lại cái tiền mà chính phủ cho quý vị quá lố cho cái tiền bảo hiểm insurance bên chương trình Obamacare thì quý vị không cần phải trả lại số tiền mà chính phủ cho quá lố. À, nghe rõ chưa quý vị? Có nghĩa là những ai đã đi khai thuế và đã phải đóng tiền quá lố, cái tiền mình còn thiếu bên Obamacare đó, thì quý vị phải nên khai thuế lại ha, và để lấy lại cái tiền mà mình bị thiếu chính phủ cái phần đó nha quý vị nha. Chúng ta cần phải liên lạc lại với những người khai thuế của chúng ta để chúng ta nói với họ là cái vấn đề mà tiền mình còn thiếu bảo hiểm mà extra của Obama mình cần phải trả lại, repayment lại đó. Thì trong cái đạo luật mới này thì mới ra 11 tây thôi cho nên hệ thống system của bên sở thuế họ chưa có update này nọ hết đâu. Những ai chưa khai thuế thì không sao hết, mà nếu quý vị muốn đi khai thuế quý vị phải hỏi kỹ cái người khai thuế là đã update hệ thống mà trừ cái tiền miễn thuế 10.200 cho tiền thất nghiệp hay chưa ha, rồi cái tiền mà Obamacare này nọ có update hay chưa, thì lúc đó mình mới nên ready để đi làm khai thuế quý vị nhé. Còn những ai đã khai thuế rồi mà phải đóng lại này nọ đó, hay là phải bị mất cái benefit của 10.200 tiền thất nghiệp á, thì quý vị phải đợi nha, tại vì sở thuế hiện đang chỉnh sửa và họ nói hãy đợi. Obamacare repayment cũng phải đợi, mà tiền thất nghiệp 10.200 benefit cũng phải đợi nha. Sở thuế chưa có một cái hướng dẫn nào tiếp theo để cho chúng ta biết hết. Chúng ta hãy cố gắng đợi nha, có thể vài ngày nữa sẽ có quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, hy vọng rằng đây là tin vui cho những ai đang thiếu nợ tiền Obamacare Premium Tax Credit. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.